Thê Vi Thượng, tác giả Lục Giả Thiên Hạc, chương 81, Tư Quân Đây là mộ hàm chương nhíu mày quay đầu nhìn Cảnh Thiều Để đề phòng hậu họa thôi Cảnh Thiều cười cười, lôi kéo y vào doanh địa dạo qua một vòng Trang bị nơi này cơ bản tương đương thân quân thành vương Doanh địa có thể chứa vài ngàn người Nhưng hiện nay quân số còn chưa tới một ngàn chỗ này cứ chậm rãi tuyển người thôi, đều là từ bên ngoài kinh thành tới. Cảnh Thiều đến trước chạy trại ngựa, nhìn chuồng ngựa trống rỗng. người để phụ thân ta mua ngựa là dùng vào việc này. Mộ Hàm Chương nhớ tới chuyện Bác y Hầu nói với y, vài ngày nữa sẽ vận chuyển ngựa từ tây bắc về đây. Ừ. Cảnh Thiều lên tiếng, chống tay ngồi lên một thanh chắn chuồng ngựa, hai chân quơ quơ có vẻ thích chí. Nhìn tướng sĩ thao luyện trong im lặng cách đó không xa Không hiểu sao lại cảm thấy an lòng Tư quân ở đây chính là con ác chủ bài cuối cùng của hắn Đời trước nếu có được thế lực này mà đem ra Thì không thèm sợ ai nữa Đây là tư quân Nếu để người biết Thì ngươi có thể bị gắn tội mưu phản đấy Mộ hàm chương cảm thấy sầu lo Cảnh thiều nhảy xuống Ôm cái người đang nhíu mày kia vào lòng Hôn hôn mặt y ta sẽ an bài thỏa đáng, đừng lo lắng. Từ Kinh Thành đến Phong Nguyệt Sơn mất mấy chục dặm đường, nhớ tới sự kiện kia khiến hắn thật khó thở, không khỏi ôm người càng chặt. Mộ Hàm Chương trầm mặt suốt quãng đường về biệt viện. Cánh rừng hoang vắng này cách Kinh Thành chỉ 30 dặm, trong thành mà phát sinh chuyện gì thì ở đây có thể thấy được. Toàn bộ linh ngựa thì nửa canh giờ đã có thể tới thành đông. Có được quân đội này, Cảnh điều cho dù muốn bức vua thoái vị cũng được Một khi chuyện này bại lộ Thì hậu quả là không thể tưởng tượng Hơn nữa Nuôi tư quân chẳng phải việc chỉ cần mấy ngàn lượng bạc là xong Trên cơ bản giống như một cái bao không đáy Cứ cuồn cuộn ngốn tiền Cảnh thiều thấy người trong ngực trầm tư Cũng không quấy rầy y Chỉ sửa chữa cho y dựa vào thoải mái chút Sau đó thẳng hướng biệt viện mà đi Tháng 2 đầu xuân Thời tiết nửa lạnh nửa không thích hợp nhất là ngâm dưới ôn tuyền. Đợi áo khoác bị cởi ra rồi, mộ hàm chương mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã đứng cạnh ôn tuyền, mà cảnh thiều thì đang hưng trí bừng bừng cởi áo quần mình. Đang ban ngày, mộ hàm chương lập tức đỏ mặt, đoạt lại vạt áo muốn mặc lại. Trời đang lạnh, ban ngày ngâm ôn tuyền là hợp nhất rồi. Không là buổi tối trở lạnh không chịu nổi đâu. Cảnh thiều nói thật nghiêm túc, mộ hàm chương trừng li trừng mắt liếc hắn một cái Nhìn nhìn ôn tuyền phía sau Tháng 2 là mùa hoa sơn tra nở rộ Mảnh đất bên cạnh ao nở toàn hoa sơn tra Chỉ có hai loại màu trắng và màu hồng phấn Hoa nở như khói lượn lờ khắp nơi Thời tiết hơi chút tối tăm Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây thật dày Tạo thành một hồi mông mông lung lung xung quanh Nơi rực rỡ duy nhất là ôn tuyền tràn ngập sương mờ tạo cảm giác ngập tạo cảm giác nhập tiên cảnh kỳ ảo cánh thiêu cởi y phục trước ầm một tiếng nhảy vào trong nước rồi ngôi lên ngôi lên bọt nước văng tung tóe lập tức ướt làm ướt xiêm áo mộ hàm chương quân thanh xuống đây đi da thịt màu mật bao lấy đường cong cơ bắp mượt mà vóc dáng cân xứng không hề có sẹo giống như một con báo yên lặng chờ phát động trông vẻ nguy hiểm lại mang theo nét hấp dẫn chết người bọt nước dọc theo gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng chảy xuống chạm vào lồng ngực rộng lớn ở đó hồng anh chuyển một đường thẳng xuống khe ngực đầy đặn rơi vào trong nước mộ hàm chương nhìn cảnh đẹp trước mắt nhất thời cảm thấy cả người nóng bừng do dự tháo vạt áo cảnh thiều lập tức há hốc mồm mắt cũng không chớp mà nhìn người ta cởi quần áo Ngươi, ngươi quay đi chỗ khác đi. Ta Mộ Hàm Chương bị hắn nhìn chăm chú liền không tự nhiên, xoay người sang chỗ, sang chỗ khác. Cảnh Thiều dễ gì buông tha y, bước ra khỏi hồ, lại vươn tay ôm cái người đang chuẩn bị chạy trốn kia vào trong ngực. Thân thể ướt nước, lập tức làm vạt áo người trong lòng cũng ướt đẫm. Quần áo cũng ướt rồi. Tay giúp ngươi cởi, Cảnh Thiều thỏa mãn vươn tay, bàn tay to ướt sũng ở ngoài sam để lại vài dấu móng tay Quần áo ướt thì tất nhiên không thể mặc mà ra ngoài Mộ hàm chương trừng mắt nhìn hắn Đẩy cái móng vuốt đang sờ soạn ra mới ý thức được Người nọ đang xích lõa Người, người mau trở lại trong nước đi, ta tự xuống Kỳ thật viện này bốn phía đều kính Trên đỉnh chỉ che một nửa Lại thêm ôn tuyền hàng năm ấm áp Nên đứng ở trên bờ vẫn không thấy lạnh ấy vậy mà cảnh thiều vẫn ngoan ngoãn nhảy vào lại nhìn người trên bờ thoát ngoài sam gởi miên bào lộ ra trung y mềm mại mộ hàm chương bị nhìn chằm chằm cũng hết cấp đành xoay người qua chỗ khác vừa thoát trung y đã bị một cánh tay ôm lấy thắt lưng kéo mạnh vào trong nước ô mộ hàm chương hoảng sợ vừa đứng vững lại thì đôi môi đã bị chiếm lấy nước ôn tuyền thấm ướt nội sam tuyết trắng dán chặt vào thân thể bao quanh thân hình hoàng mỹ hai điểm nho nhỏ như ẩn như hiện thật mị hoặc cảnh thiều ôm chặt người trong ngực một bên cọ cọ hôn môi một bên nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp má, lớp vải vóc ngón tay mang theo vết chai mỏng móng tay chỉnh tề cách một lớp quần áo làm cảm giác cảm giác tăng lên gắt bội mộ hàm chương không trụ được run rẩy miệng phát ra thanh âm nức nở nho nhỏ. nhỏ thân thể cũng phản ứng theo móng tay cách lớp quần áo sẽ không thương tổn y cảnh thiều tinh quái mà duỗi tay xuống một hồi lộng tiểu quân thanh đã muốn ngẩng đầu này á mộ hàm chương lùi lại sung sướng bén nhọn kích thích đến nỗi y không đứng vững chỉ có thể ôm cảnh thiều để ổn định lại cảnh thiều thuận thế ngồi xuống đặt người trong ngực ngồi trên đùi mình ngón tay thấm hương cao nhuận lợi tiến vào thân thể mộ hàm chương nhăn mày khó chịu cảnh thiều lấy đi quần lót của y chỉ giữ lại nội sam, vùi đầu trước ngực y mà dùng răng nanh nhẹ cặm gặm gặm hai ngón tay nhẹ nhàng mở rộng nơi mềm mại nước ôn tuyền theo khe hở chui vào thân thể mộ hàm chương a à, nóng mộ hàm chương bị dòng nhiệt đột nhiên tràn vào thân thể làm cho hoảng hốt luống cuốn ôm sát cổ cảnh thiều cảnh thiều ngửa đầu trao y một nụ hôn thật dài chậm rãi nâng hai cánh mông non mềm cọ cọ một chút chợt thả tay ô nương theo cái dễ chịu của ôn tuyền cự vật rắn cứng cứng rắn cứ như vậy không bị cản trở gì mà đi vào chỗ sâu nhất trong trong thân thể mộ hàm chương ngưỡng cổ một giọt lệ mỏng theo khóe mắt chảy xuống tách chìm vào nước hồ tiếng nước vang lên ở lối vào để lại trong ao rừng để lại trong ao từng đợt tiếng ào ạt chỗ mẫn cảm bị cọ sát nhanh dần mộ hàm chương bị kích thích đến không thở được chỉ có thể cầu cảnh thiều chậm một chút người nọ thật nghe lời hoảng động tác lại đột nhiên rút ra khỏi cơ thể y ừ. người trong ngực hơi mơ hồ mở to đôi mắt che một tầng lệ mỏng nhìn hắn cảnh thiều thấy bộ dáng này của y thì chỉ thấy khó nhịn thêm lại mạnh mẽ đi vào rời ra hoàn toàn rồi chợt xâm nhập lại mang theo nước ôn tuyền hơi nóng thân thể vừa mới thả lỏng một chút lại bị kích thích mộ hàm chương không ngừng rên rỉ thành tiếng qua một hồi lâu cảnh thiều mới ngừng lại được ôm người không ngừng run rẩy trong ngực dựa vào thành hồ nước thở dốc Mộ hàm chương ghé vào vai hắn một chốc mới phục hồi tinh thần Cảm giác không thoải mái khiến y cứ động đậy hoài Ừm, đừng đóng Cảnh thiều vội đè người trong ngực lại Tiểu muỗng nhỏ vừa mới yên tĩnh Lại có xu thế ngẩn đầu rồi Mộ hàm chương tất nhiên cảm nhận được biến hóa của hắn Bất mãn đẩy người Ở trong nước lâu không tốt Cảnh thiều chột dạ gật gật đầu Đặt đôi chân thôn dài quấn lên lưng mình dùng tư thế cứ như vậy mà ôm hắn ra khỏi nước, đem người thả đến nhuyễn tháp bên cạnh. Ngươi... Bởi vài bước này mà vật nhỏ trong cơ thể lần nữa phấn chấn tinh thần đứng lên. Một hàm chương cắn môi dưới, còn chưa mở miệng thì người phía trên đã bắt đầu động. Trong viện tràn đầy hơi nước, vương vất rất rất ấm áp. Hoa sơn tra rụng đầy đất, trong khí trời mù sương, không ít đó hoa phấn hồng thẹn thùng, một tràng âm thanh bỗng tràn ra phá vỡ yên tĩnh trong viện Đó hoa như phấn điêu ngọc mài bị gió mát đẩy đưa vào hồ trong tầng tầng lớp lớp triền miên không dứt ngày mộc hưu chính là ngày tắm rửa nghỉ ngơi từ mùng 9 tháng 2, thành vương đã tới biệt viện biệt viện này rất nhiều ôn tuyền tắm rửa tất nhiên sẽ không thiếu còn nghỉ ngơi thì nhìn văn uyên hầu ngủ thật say trên giường thì biết liền á Mộc hưu nhật này chính là làm người mệt mỏi nha 15 tháng 2 Thi hội chấm dứt Sĩ tử trong kinh thành còn chưa đi hết Rất nhiều đôi mắt trông mong chờ yết bản Tin tức lan truyền nơi nơi Hỏi thăm đến, hỏi thăm đi Lòng người lo lắng như trước Đương nhiên Cùng mấy người sĩ tử này lo lo lắng lắng Còn có cả thành vương cảnh thiều Quân thanh à Mấy ngày này đừng nóng giận Cảnh thiều đá lão hổ đang nhào lên vườn Nhào lên vườn, giường Lấy lòng mà ôm người trên giường vào ngực Mộc hưu nhật tham ăn Chọc giận vương phi nhà mình Kết quả sau khi về vương phủ Quân thanh liền ôm tiểu lão hổ Lên giường chiếm chỗ Mộ hàm chương không để ý tới hắn Muốn nhắm mắt ngủ Ngày đó y suy nghĩ một lúc lâu Muốn nghĩ cách che giấu tư quân này Mỗi khi y nói cảnh thiều Đều nghiêm túc nghe Mà tay lại bắt đầu không thành thật Làm y mất cả ngày mà nói cũng không xong Ngươi không phải muốn cách giấu quân sao? Mau nói cho ta biết Ta tò mò đã vài ngày rồi á Cảnh thiều bắt lấy cánh tay vương phi nhà mình quơ quơ Wow! Tiểu hoàng cũng nhảy qua chộp lấy bả vai mộ hàm chương Ngu ngốc này, đi chỗ khác chơi Cảnh thiều cốc đầu hổ nhỏ Ngao! Tiểu hoàng bất mãn rống cho cảnh thiều một tiếng Nghe đã có chút giống hổ thanh niên rồi nha Xem ra là trưởng thành rồi Mộ hàm chương mở mắt ra Sờ sờ cái đầu lông xù trên tay Xoay người đẩy cánh thiều ra Ôm lão hổ cho vào nằm giữa hai người Mau ngủ đi Ngày mai còn phải vào triều Tiểu lão hổ nằm ngửa Cảm thấy chật chội mà vung vẩy bốn chân Sau đó thì ôm mộ, mộ hàm chương gặm tóc Cảnh thiều căm giận trừng tiểu hoàng Hổ ngốc này ngày mai liền lột da mi làm thảm tiểu hoàng không thèm để ý mà tiếp tục cọ cọ lưng mộ hàm chương mộ hàm chương câu môi không nhịn được cười khẽ chậm rãi lại quay lại kéo cái đầu hổ ra người cho người đổi vũ khí thành nông cụ trong trại ngựa thì để vài con trâu ngựa thì giấu sau khu vực rừng cây ngay cả khi có người phát hiện cũng có thể đối phó y cầm cái đuôi hổ lắc lắc trước mặt cảnh thiều tiểu lão hổ quả nhiên bị thu hút, duỗi móng vuốt muốn chụp cái đuôi lại. cánh thiều vội vươn tay bắt được hổ trảo sắp hạ cánh trên mặt mình. chủ ý này thật hay. Mộ hàm chương không nói, chỉ lấy cái đuôi hổ quét qua mũi cánh thiều. mọi việc phải có chừng mực, người luôn rất tham lam. cánh thiều hắt xì một cái, kéo qua bàn tay mềm mịn cỏ cỏ mũi. mấy ngày nữa trạng nguyên diễu hành, ta tới hồi vị lâu chọn chỗ tốt chúng ta đi xem náo nhiệt đi hết chương tám mươi